hàng vừa rồi, tuần vừa rồi bán cũng hơi xấu một tí, khoảng tầm 1 đến 2%. Nhưng mà bán khoảng 1% thì nhiều. MSB nói chung là đều bị bán kiểu này. Cái đồ thị nó dựng đứng lên như này thì bán là chuyện bình thường, nên là mình bảo anh em đừng mua, đừng đu giá cao quá nhá. Những thằng mà tăng trên 15% cái nhịp vừa rồi đừng 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 đu vội. Nó sẽ có điều chỉnh thôi. TP cũng điều chỉnh rồi, nói chung là nhóm ngân hàng điều chỉnh hết. Đấy thì tuần tới mà thị trường nó ổn lại, ngân hàng mà nó có phiên bật lên anh em nên mua nhé. Lời khuyên của mình phiên bật lên trên 2% là nên mua. Nhưng mà kinh nghiệm là nên mua tầm buổi chiều. Nhá anh em nhá, nên mua buổi chiều. Vì có thể là nó sẽ bị fake như cái phiên hôm trước. Đấy EIB này, EIB cũng cắm, nói chung ngân hàng cắm hết. Không không mấy thằng giữ giá đâu, mà giữ giữ giá hay giảm 1% bây giờ cũng chả quan trọng lắm anh em ạ. Không quan trọng lắm, bởi vì cái việc giữ giá hay giảm 1% nó đều là câu chuyện thị trường hết. Thị trường nó giảm 1% hay giảm 10 điểm thì nó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thôi, đúng không? Ảnh hưởng đến giá cổ phiếu đó. Đấy, VN-Index hôm trước giảm có 7 điểm, không không vấn đề gì. Đấy, tất cả cổ phiếu đều giảm. Nhưng mà thằng nhóm ngân hàng anh em tránh thằng NAB ra nha, bởi vì đoạn này nó đang hơi đang kiểu như vào pha và nó đang muốn muốn đi ngang nhiều hơn. Đấy, tránh ra. Ngân hàng thì mình show cho anh em rồi nhá. Mấy mã, một là anh em xem bây giờ mà mua ấy, đợi mua thì thằng MB này. MB là một, thứ hai là VIB này. Đấy, thứ hai là VIB này. Mình chọn cho anh em mua là những cổ phiếu mà nó vừa tầm thôi, nó vừa phải thôi. Chứ tránh những thằng to như thằng thằng Vietcombank này, thằng to như thằng này, ví dụ ngân hàng khác nó tăng 10% thì ông Vietcombank là tăng chỉ 3 đến 5% thôi, bởi vì nó là cổ phiếu nó quá lớn rồi. Đấy. Mình phải hiểu cái size cổ phiếu, thứ hai mình phải hiểu cái đặc thù của cổ phiếu đấy. Ví dụ như có những thằng bé nhưng mà lại tăng rất ít. Đấy, có những thằng bé thì lại tăng rất ít, nó không kiểu như không biến động cùng thị trường, cùng nhóm ngành lắm. Trừ khi là sóng quá to thì nó mới kéo mạnh. Đấy là ngân hàng có hai mã rồi nhá. Hai mã. Thứ ba mà anh em muốn an toàn hơn thì mua thằng Bit này, Bit cũng được an toàn. Đấy, thứ ba là Bit này. Rồi đến thằng nào nhỉ? Chưa thấy mã nào. Đấy tạm thời ba thằng đấy thì anh em mua thoải mái rồi. MB này, VIB, hai thằng gọi là chiến nhất. Tập trung và chiến nhất trong nhóm ngân hàng. Anh em nhá. Đấy thì đấy vừa rồi sâu là đến thằng EIB, NAB, Vietcombank này, đấy. Mấy thằng như thằng Vietcombank anh em thấy nó lên mấy đâu? Nhìn như thế này thôi nhưng mà thực tế ra nó chỉ tăng được có vài phần trăm. Nhìn vừa rồi những con ngân hàng nó khỏe nó tăng phải 15%. Ông ấy tăng được 5% đúng không? Nên đừng mua Vietcombank, mua Vietcombank nó không ăn thua đâu. HDBank đừng mua nhá, HDBank vào này mình sẽ không không thích lắm, nếu mà sóng ngân hàng có thì cái đội khác, nhóm khác nó sẽ khỏe hơn đấy. ACB cũng yếu anh ạ, ACB nó cũng kiểu chạy yếu yếu, nhóm ngân hàng ACB chạy yếu. Trừ khi ông là tiền quá to thì mua giải ra, còn ACB sẽ không phải là sự lựa chọn tốt. Đấy. Hoặc thằng tech cũng được, nếu mà anh em mua tech cũng được. Nói chung là ngân hàng mà chạy thì các con này chạy hết mà. VP thì lên hơi nhiều rồi nên cũng bỏ qua. Đấy, ví dụ như thằng VP nó giữ giá này. Giữ giá nhưng mà anh em vẫn quan sát nha, bây giờ nó là sóng chung của toàn ngành rồi, anh em nhé. Sóng chung của toàn ngành rồi, mà ngành nó khỏe thì con nào cũng lên thôi. Bây giờ anh em chọn con nào khỏe nhất mà mua thôi. Còn việc chúng ta quan sát là liệu liệu là nhóm ngân hàng nó có đang điều chỉnh hay là đi ngang xong nó quay đầu bật lên luôn thì đấy là điểm rất đẹp. Còn nếu mà nó giảm thì có thể chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm. Đấy, những thằng ngân hàng bé như ABB này nó chạy mấy đâu, đúng không? ABB chạy mấy đâu. Những con bé bé như ABB này rồi NAB mấy con này thì phải đợi sóng rất to anh em nên mới lên vào. Còn mà anh em mà vào sớm vào bây giờ thì có thể nó sẽ đợi rất lâu không ăn thua. SHB thì tránh, cái thằng này đánh nó hơi penny. Penny quá anh em nhìn mấy nhịp giảm này. Đấy thì nên mua mấy cổ phiếu ngân hàng nhá. Nhưng mà mình co gọn lại khoảng 3 mã thôi. Co gọn khoảng 3 mã thôi. Còn thằng EVF cuối cùng thì thôi bỏ qua nhá, con này penny. Penny đấy anh em về nó về đáy, những thằng về đáy đừng mua. Đấy nhìn chung ngân hàng em nên chờ chờ điểm vào tiếp theo nhá. Anh em yên tâm mua ngân hàng thì mình nghĩ là cửa cửa thua nó không nhiều đâu. Phương pháp lướt sóng đã được chứng minh hiệu quả. Ví dụ như VGI lãi 80% trong vòng hơn 1 tháng, LPB lãi 56% trong vòng 2 tháng và rất nhiều cổ phiếu khác lãi từ 5 đến 10% trong vòng 2 tuần nắm giữ. Để được tư vấn cổ phiếu lướt sóng và cơ cấu danh mục, quý vị hãy liên hệ ngay qua Zalo 0932296768.